Ok, mời lên em. Hôm nay thì chúng ta lại lướt lướt trên Steam tí đi. Coi có gì rồi chúng ta bắt đầu chơi game sau. Tôi thì cũng tiếp tục mà tính chơi tiếp con Let's Cool đó. Đang xây không gài khá là máu. Nhưng mà nãy lướt Facebook thì thấy có một số thông tin về một con game mới đến từ Studio Việt Nam. Anh em để tí tôi lục lại coi, tôi có comment mà không nhớ nó đâu. Bình luận. Nega, Nega đúng rồi đó. Đây, game cực hay. Bộ mình đang hiện làm một game đầu tay có tên là Mylan, game thuộc thể loại indie nhập vai cốt truyện. Hiện game đang phiên bản demo và xuất hiện trên tay game sẽ hoàn toàn miễn phí. Tôi không biết cái bản demo miễn phí hay là con game miễn phí, để tí nữa chúng ta lướt vô rồi coi. Game này có tên là Mylan. Không index được. Đây, Mylan. Mylan này là cái gồ vai, không phải game. Mylan này là một cái hộp. Có chữ An thì chắc là tiếng Việt đó. Tên game mà nó đặc trưng riêng quá thì rất khó là sách nha. Hồi nãy tôi mới vô SteamDB thì đúng là game này rồi. Đây. Cái này nó đẩy qua tiếng mà Pháp Đức gì rồi. Chúng ta vô trang template của con game. Phải không ta? Đúng rồi, Nega nè. Đúng với cái người phát luôn Nega. Hình cái con mà cùng vịt màu vàng vàng. Giống gà không? Cái này khi mà anh em để cho cái tiếng Anh nó đây rồi đó, chứ cái phần mô tả anh em có tiếng Anh có phụ đề nè, nhưng trên này thì nó lại không có phụ đề, là do lúc anh em duyệt cái trang template á, họ là anh em chưa có khai báo cái trang này, anh em nên báo họ duyệt lại đi, kiểm lại lần nữa để hiển thị cái tiếng Anh này lên. Trên Steam anh em marketing rất quan trọng cái phần ngôn ngữ luôn. Hiện tại thì năm 2023 24 gần đây á, cái phần ngôn ngữ trên Steam này nó ảnh hưởng đến rất là nhiều cái mà luật hiển thị cái trang template của anh em, nên cố gắng mà thỏa mãn cái điều kiện tiếng Anh này trên cái trang template chứ nha. Thì tôi cũng không biết cái trang này có tiếng Việt không. Chấm hỏi là bằng Việt Nam đi. Đây. Có luôn. Những cái trang mà template có tiếng Việt á, anh em cứ thêm cái đuôi này vô thì nó sẽ hiển thị tiếng Việt ra. Trong Milan, người chơi với tư cách là An sẽ đi khắp nơi và thu nhập những ký ức qua đó, gợi mở phần nào về những gì đang xảy ra trong game. Cái này là lỗi của Pháp nè, không có dấu cách chứ dấu chấm nha. Game được xây dựng hay dẫn kể chuyện với những tình huống do người chơi tự khám phá dần thông qua việc tương tác với môi trường và các NPC. NPC nên dưới in lên với lại cái dấu chấm câu đó, nó không được cách ra cái chữ. Mấy cái này index vô thì mấy con bot nó khó tính lắm. Dưới đây cái phần mô tả trong này cũng có luôn. Như cái này cũng là lỗi cú pháp nữa nè. Này là lỗi typer chứ không phải là lỗi cú pháp nhiều. Bốn cái thẻ này. Thể loại bốn cái thẻ. Bốn cái thẻ này thì có cái thẻ nhập vai rồi bây giờ ăn tiền á, nhưng mà anh em nên chọn mấy cái tab á. Cái này thì tôi mới thêm cái tab nãy vô cho anh em nè. Lúc nãy tôi lướt ra thì con game của anh em chỉ có khoảng 10 cái tab thôi, cố gắng hoàn thiện đủ 20 cái tab của anh em nha. Cái tab này nó rất quan trọng luôn. Cái tab này nó sẽ ảnh hưởng đến cái con game anh em hiển thị ở đây nè, và ở đây nữa nè. Ngoài ra thì trên lượt tìm kiếm của Steam bây giờ nó cũng tìm kiếm theo tab luôn, nên mấy cái tab con game là rất là quan trọng, nó là một trong những cái ảnh hưởng nhiều nhất đến cái trang template của anh em, nên cố gắng ghi đầy đủ vô. Hiện tại thì vô cái Google Play Info thì mới chỉ có demo thôi, nhưng mà có cái thẻ ghi to play ở đây chơi miễn phí, nên khả năng con game này đúng là game miễn phí thiệt. Tôi chuyển về trang template tiếng Anh. Đây anh em nên thêm cái thẻ Koji này vô, đây là một trong cái thẻ ăn tiền. Con game này nếu như coi mấy cái hình ảnh mô tả nãy giờ, đồ họa rất là đẹp luôn. Hai tấm hình này cái nhân vật đứng ngay chính giữa. Cái này chữ Phúc nè, Phúc Lộc Thọ. Bối cảnh này thập niên 90 phải không? 1986 nè. Phòng bảo vệ quầy xốc vé. Đồ họa game này cũng rất lỗ mắt nha. Mấy cái cây cỏ mà anh em phối màu rất là tốt nè. Mấy cái kiến trúc thì nó cũng không có đồng đều, tạo cái cảm giác không nhất quán thì nó rất là đẹp. Ổn. Mấy viên gạch cũng vậy luôn. Game này lúc trước thì tôi có lướt lướt Facebook thì cũng thấy đề cập đến khá nhiều lần. Cố gắng được 100 mà follow con game này để tốt nhất SteamDB nó index. Hiện tại thì mới có 17 thôi. Template cũng mới hiển thị gần đây. Đây là những cái thẻ này anh em là không nên đưa lên nhiều nè. Thẻ này nên đưa. Còn indie với casual thì tốt nhất không nên.
ăn tiền của anh em con game này chính là cái thẻ livestream. Nếu như có cái thẻ này thêm vô cái thẻ là chơi Match Master, dạo cốt truyện với tôi ghi, đây là những cái thẻ ăn tiền. Một là hai, ba là bốn nè. Thẻ này cũng được. Để tôi coi sắp tới sở team nó có sự kiện gì không mà anh em ra cái đợt demo vào khoảng tháng 4 này. Tốt nhất là anh em tham gia cái sự kiện sở team NetFest này luôn đi. Không biết bây giờ anh em đăng ký thì chắc trễ rồi đó, nhưng mà cố gắng đăng ký nha. Thường mình đăng ký trễ thì vẫn đăng ký được, không sao hết. Sở team nó rất là dễ tính trong cái vụ này, miễn mình có bản demo hoàn chỉnh là mình đăng ký được à. Sở team NetFest nó sẽ đẩy cái bản demo của anh em lên rất là tốt luôn. Game này không biết có lễ hội nông trại không, khám phá vũ trụ hay tàu bay chắc không rồi, nên sắp tới thì không có cái phép nào phù hợp trong game, nên chắc là tham gia cái mà sẽ thêm nét phép thôi. Melancholia, đây là nhân vật An của chúng ta. Nãy giờ tôi thấy trong game này mấy cái nhân vật nó có cái cổ hơi cao cao. Mình học sinh ra đây để đi học á. Cái này với game với cúp gì nè. Những cái dòng xe này cũng đậm cái chất Việt Nam của chúng ta luôn nha. Nhưng mà anh em tốt nhất nên lồng cái nhạc ngon ngon vô đây tí. Nhạc thì có rất là nhiều trên mấy cái trang miễn phí á, anh em cứ áp dụng vô đây. Chứ để cái nhạc mà phía sale nó hơi đơn điệu. Trailer thì cũng chưa biết được cái điều gì nhiều. Hiện tại cũng chỉ có một cái trailer thôi, 1 phút 16 giây. Game này thì chắc tôi thấy là anh em lấy tư tưởng giống giống con game của Indonesia. Nó giống với game này nè. Đây là một game rất thành công của anh em hàng xóm chúng ta luôn, Indonesia. Game này cũng tranh giữ rất là nhiều giải. Cũng hơi lỗi pixel mà kể chuyện. Cũng đi mà phiêu du khám phá thành phố gì đó. Con này góc nhìn ngang, còn con này góc nhìn top down trên suốt. Con này nó thêm một số cái mini game vô yếu tố hành động, nhưng mà cái chính của nó vẫn là kể về cái cốt truyện nó rất là tốt. Cái lối kể chuyện nó dẫn dắt cái cốt truyện là xây dựng mấy cái thành phố tình huống này, cảm giác rất là thân thuộc quê hương luôn. Hy vọng con game của anh em thì cũng thành công được như vậy, nhất là con game miễn phí nữa nhá. Miễn phí thì anh em phải có mà tâm huyết dữ lắm mới làm á. Niga Niga Indie Livestream, cái thẻ Koji này thì tôi mới thêm thôi. Anh em cũng có thể là coi cái thẻ bên đây của game nào đó. Pixel Graphics là cái thẻ rất là ăn tiền nha. Pixel không á, thì nó rất là dễ trùng mấy cái khác. Đây nè, có mèo thì đem mèo vô. Đây là cái thẻ cũng rất là ăn tiền nữa nè, rất là nhiều người hoài cổ luôn. Nên anh em có thể thêm cái thẻ là thập niên 90 này vô cũng được. Đó anh em cứ coi mà người ta đặt tab sao á, mình cứ thể đặt tab theo tương tự như vậy. Rồi, bây giờ vô game nữa đây. Có thời gian rảnh thì chút nữa tôi lại tiếp tục mà xây dựng học. Đây, Melan Demo. Tôi cũng mới đẩy trên Steam thôi. Cái này là anh em nên đổi à, tuyệt đối không nên để như thế này. Favicon thì anh em đã làm đầy đủ rồi đó. Nhưng mà cái mà tôi chết rồi sao không chuyển cửa sổ được gì nữa. Giờ tôi không biết làm sao để chuyển game qua cửa sổ bên đây nữa. Chắc là tắt nó chạy lại thôi. Tôi phải ghi nguyên cái Steam quá. Cũng vậy à, nó vẫn hiển thị cửa sổ của bản này. Tôi cũng chả biết làm sao luôn. Để đấy, tôi lôi nguyên cái thằng OBS qua đây luôn, tôi tắt luôn cái màn hình còn lại. Đây, tôi tắt luôn cái màn hình còn lại. Là cách giải quyết duy nhất của cái vấn đề đặt ra. Một màn hình thì nó hơi bất tiện tí. Đây, không biết anh em nhìn ổn chưa? Chứ như thế này thì nó đang bị lệch cái khung hình này nè. Tôi cũng không biết làm sao luôn. Rồi, ok chưa? Tên tên bây giờ chúng ta vô lại cái demo. Đây là demo.
Tôi cũng không biết là có đang quay được cái video của game này không. Chịu khó một tí thôi. Nega. Đây là cái logo của Studio nha. Âm thanh. Thôi xong rồi, không chuyển được qua cái tiếng mà. Thôi đành chịu thôi, biết sao giờ. Mấy cái này là mấy cái gì đây? Ngôn ngữ thì chỉ có hai loại ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt. Rồi về, chúng ta bắt đầu game. Menu thì lúc mà chọn ngôn ngữ thì chưa thấy thay đổi. Enter. Khi còn bé đã có lần tới thức giờ cả đêm đợi bình minh, nhưng chẳng có lần nào tới thức được đến sáng cả vì tới toàn ngủ quên thôi. Vậy nên hồi ấy tớ nghĩ mặt trời cứ mọc khi tớ thức dậy, kiểu như cả khi chỉ khi khi ta đi ngủ thì một ngày mới đã trôi qua. Có lẽ tớ thích cái suy nghĩ con nít đó. Vậy thì sao, không có gì đâu, chỉ là tự dưng nhớ đến tớ lại nhớ rằng đấy là một sự thật. Chúng ta thức dậy mà trên một cái giường học, trên này có rất là nhiều mấy cái tấm hình về mấy con thú bông luôn. 15:03 sáng ngày 5 tháng 9 năm 98. Đấy là một buổi chiều muộn khi tôi vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ. Tôi chẳng nhớ đã nằm đấy được bao lâu. Tôi chẳng biết lúc ấy tôi đang cảm thấy gì. Buồn chán, mệt mỏi, cũng có thể là trống rỗng. Chẳng hiểu vì sao nhưng tôi không muốn ở đây, trong một căn phòng này thêm một giây phút nào nữa. Tôi nhận ra hôm nay lớp tôi có tiết học. Tôi vốn chẳng muốn đến trường nhưng có lẽ đấy là nơi duy nhất tôi có thể đến. 15 giờ rồi ông ơi. Và tôi đứng dậy mặc đồ lấy xe là đến trường. Di chuyển bằng nút AND khá tốt. Thùng rác. Thùng rác anh nằm ở góc chứ sao lại nằm ở giữa ta. Mấy cái này chúng ta cũng chỉ nhìn thôi, không có tương tác được. Nên chắc xuống dưới lầu. Hiển thị là nút Enter nhưng chúng ta hay dùng nút cắt nha. Cái này là cái bản nội quy báo cháy nè. Tôi hay rất hay in mấy cái này gửi đến mấy cái trường học. Cái này dạng như cái lời chúc châm ngôn mà châm ngôn sống á. Buổi sáng thức dậy đều cảm thấy tuyệt vời. Cái áo này giống cái áo của mà bố Nobita. Chú chọi giờ này mới dậy à? Bộ nhóc chúng mày xứng thật đấy, có ba mẹ là lo cho từng đồng, chẳng phải suy nghĩ đi cái gì nhiều. Có mỗi việc học cũng không xong, hở tí đời bệnh tật đau ốm để trốn ở nhà. Tôi chẳng hiểu nổi bọn trẻ chúng mày đang nghĩ cái gì nữa. Bố mẹ không chăm lo thì đâu có ai đóng tiền cho ông đâu. Này, cậu ổn chứ? Cũng lâu rồi đó không thấy cậu ra khỏi phòng. Sắc mặt không được tốt lắm, có chuyện gì nói tới nhé. Chúng ta là bạn bè mà. Bạn mà kêu là bạn luôn chứ không kêu tên nha. Chúng ta có thể tương tác bên đây. Chỗ tôi có một cái bàn thờ. À đây nè. Tôi thường thắp một nén nhang, chữ nhang này có gờ nữa nha, trước khi ra khỏi nhà. Cầu mong nơi đến và về đến chốt. Mong rằng mọi thứ sẽ ổn. Bây giờ cái này phải cửa không? Không. Cửa này cũng không vô được nên chắc chúng ta cứ đi đường này thôi. Xong luôn, vậy là cửa ở đây và cửa này. Sẽ lúc hôm đấy nè. Đây ra có nhà. Ảnh cũng rất là đẹp. Mái ngói màu xanh. Ở ngoài miền Bắc thì tôi để ý cái mái ngói nó màu vàng nhiều hơn. Đây chắc là xe của mình. Rất là nhiều xe luôn. Cái cổng này cũng rất là quen thuộc. Mình tên đen, tốc độ di chuyển rất là cao nha. Cũng A trường đại học gì thì nó mất tên này. Giác đầy ở trên đây à. Chỗ này là qua ông bảo vệ rồi gửi xe nào phải không? Đây, chào bác bảo vệ. Đứng trễ nhỉ? Học sinh chúng mày có học mà cũng làm không xong, có mỗi việc ăn với học thôi mà. Từ vụ lần đấy nhà trường kiếm ra cái rau hơn, bây giờ bọn tao phải canh cái đêm nữa. Vụ lần đấy là vụ lần gì? Đúng là phiền phức, vô đi đừng có vi phạm nữa đấy. Sao mà bác bảo vệ các cổng quá vậy? Học hành tí thôi mà. Lụm rác bỏ thùng được không? Không. Cái trụ điện thì thường thường ít ai thiết kế gần mấy cái bãi đậu xe lắm. Hai cái này là không nên để gần nhau. Tôi làm bên thi công mà ba cái vật liệu mà bên mấy cái trường học. Trường tôi có một ngôi đình nhỏ chẳng ai biết tại sao người ta lại xây nó. Nghe nói học sinh bảo rằng có một cô gái từng tự sát ở đây, nên người ta xây ngôi đền để cầu nguyện cho cô gái ấy. Học sinh trường đến đây hấp nhoang mỗi khi là có kỳ thi.
ra mà xăm soi cặp đôi chim chuột rồi đúng không? Animation anh em nên để chậm chậm thôi, để như thế này là cảm giác nó hơi nhanh rồi đó. Thường thiết kế mấy con game á, anh em tập trung vô mà cái animation nó làm khoảng là 15 đến 30 thôi. Nó tầm tầm cái giữa cái nhịp tim mình á. Chứ để nó đập nhanh quá, cái cảm giác này nó dồn dập hơn rất nhiều. Xe này thì na ná nhau hết, rất là đẹp nha. Cái này chiếc cúp phải không? Mình đi xuống đây được rồi. Hơi tối một tí. Nhưng mà tí nữa đó. Vân đó. 18 tháng 3 năm 86, 15 giờ 3 phút chiều. Vấn nạn mới của xã hội mang tên là trầm cảm. Là cái bệnh của tâm lý hay chỉ đơn giản là bệnh lý hóa đau buồn. Ba nhân vật NPC này giống hệt nhau luôn, từ cái áo đến cái quần luôn. Photocopy Nega chuyên thì là Linh Chiểu Thủ Đức. Đây là nơi tôi học khi vừa nói đến chuyện này. Nó đã quá cũ rồi, vẫn còn sử dụng được nó. Đây là nơi bọn tôi gần nhau. Nói thật thì ban đầu tôi không thích cô ấy lắm, vì cô ấy trái ngược với tôi về mọi mặt. Cô ấy chăm chỉ học giỏi luôn tươi cười. Còn tôi là một đứa làm lì, lúc nào cũng xếp hạng chót. Này giống quán cà phê ha. Đây là một tiệm photocopy. Học sinh in tài liệu ở đây. Nãy giờ nhắc cái việc đó thì khá là nhiều đó, nhưng tôi vẫn chưa biết việc đó là cái gì. Có khả năng một là lộ đề thi cử, còn hai là nói về cái vụ tự sát ở cái đền thờ đó. Nhưng mà cái vụ tự sát đó thì chắc cũng lâu lắm rồi, tại vì tự sát lâu thì mới có cái đền thờ. Có cái đền thờ mới có một cái số cái lời đồn về cái việc mà thí sinh đến đó thắp nhang vào mỗi cái kỳ thi. Cô ấy trầm học lắm, thường ngại khi nói rằng tôi dựa dẫm dựa vào cô ấy khá nhiều. 26 tháng 7 năm 96, thông báo khởi công công mà xây dựng công trình nâng cấp cải tạo trường học đại cơ khí xây dựng thành phố Tân Mai. Chào em, không tương tác được. Cửa này với cửa nãy thì dắt chung nhau. Phòng hội họa nó được xây dựng gần đây chẳng có mấy người quan tâm đến. Nơi này người ta không thích nghệ thuật cho lắm. Gác quá nhiều gác rồi anh em ơi. Biết là trường này học năm thập niên tám mấy nhưng mà nó không có dơ đến mức này đâu. Ba tháng một chín chín năm tai nạn kinh hoàng trên đường Võ Văn Chiến, nam sinh được cấp cứu đã tử vong ngay sau đó. Mấy cái mẫu tin vắn tắt, nhưng mà trên này làm gì có mẫu tin nào đâu. Cái này cái máy đánh chữ nào phải không? Bán gì cô ơi? Cháu là bạn con bé kia đúng không? Lâu rồi không thấy cháu, dạo này trường vắng thật đấy. Từ khi lại cái chuyện đấy xảy ra, học sinh đến trường ngày càng ít hơn, tiếc thật đấy. Không hiểu sao con bé lại làm như vậy, vì nó bên hội nên cô biết nó bên hội là hội học vinh, hội gì, hội học sinh hả? Con bé có ngoan chăm chỉ, cháu có biết vì sao con bé lại làm vậy không? Cháu biết thì cháu đâu có chơi bản demo môn này chi. Ô, cặp đôi chim chuột nè, hóa ra bên đây cũng có một cái cửa đi vô. Dưới này có đường đi không? Có luôn. Ở đây. Vừa bói à? Lâu rồi không gặp anh. Em này tên là An. An. Em vẫn như cũ vẫn bán đồ cho hội. Em thấy ổn hơn rồi chứ. Thì sao lần đấy em không thấy em bên hội nữa? Chuyện của chị em xin lỗi, em không biết gì hết. Mấy ngày trước chị ấy vẫn bình thường, bỗng nhiên hôm nay chị ấy điện thoại báo về trễ. Đến sáng lại như vậy, em thực sự không biết gì. Anh Khang nó đến trường rồi đấy. An Khang em. Nãy đang trên lầu 3, có gì anh lên nói chuyện với ảnh nha. Lúc này thì anh em nên làm một cái shadow quest hiển thị trên này, lên nói chuyện với mà nhân vật nào đó tên Khang để mà mới đầu gây tin vô. Chúng ta chắc lọc rất là nhiều thông tin luôn, nên cần một số cái gợi ý về đây để người ta ghi nhớ, người ta biết đã đang và sẽ làm cái gì. Cô ấy ngồi thường ngồi đây sau giờ học, thích ngắm trời và mây, chưa muốn về nhà. Cái gì có thể ngồi đây mãi mãi. Những lúc như thế tôi thật cảm thấy rất là khó hiểu cô ấy, trông có vẻ buồn. Có vẻ cô gái của tôi không luôn thực sự lạc quan như vẻ bề ngoài. Sống ngồi ghế đi hai bạn, đứng ngoài vậy.
Có tin tức gì mới không? 16 tháng 2 nãy giờ tôi quên tổng kết ba cái sự kiện này nữa. Có nạn mới có tình dục và xâm hại tình dục với em, di chứng tinh thần, nỗi đau thể xác. Điện lực. Nghe ship. Bảy đề môn này thì tôi không biết cái thời lượng nó bao lâu, giờ chơi đến được bao nhiêu. Đây là cái câu lạc bộ vẽ thôi, cô ấy đã từng tham gia. Thì mà theo gái thì mới tham gia vào mấy cái hoạt động câu lạc bộ như thế này thôi. Nhưng mà sao để cái tủ mà ở đây nó lại chặn cái cửa như thế này rồi. Có tương tác được nhưng mà không thể hiện được cái gì. Hồi nãy bên kia thì câu lạc bộ vẽ, hội họa nó lại không được chú trọng cho lắm, còn bên này thì lại có thể tương tác được. Cái này câu lạc bộ gì đấy? Cho luôn Coca không được anh ơi. Có khả năng sau này cái chỗ này nó sẽ mở. Thiết kế như thế này là chủ yếu gợi nhớ chúng ta đó. Bên này chỉ cho một số thông tin cơ bản thôi. Nhấn nhắc lại cái sự kiện 16 tháng 2 là tờ báo đang về cái nạn quấy rối tình dục gì đó 16 tháng 3, 16 tháng 2. Bên này không vào được. Bên này có cái đường cũng không vào được luôn. Xưởng cơ khí, nơi đầu tiên mọi người làm việc cùng nhau, sắp nhóm theo nhóm đi tuần hành. Ngày đầu không ổn lắm vì tôi vẫn biết cái gì cả, cô ấy thì biết mọi thứ nên trong cơ thể nhỏ nhắn thì cô ấy lại không đủ sức làm việc nặng. Nói chung là một bên trí một bên thể đó chứ gì. Nãy giờ thanh niên này nhắc đến bạn gái hơi bị nhiều nha, lị tình cũng lị tình gì vậy á. Mở cửa. Tôi đi dạo một vòng thì không biết còn cái gì có thể tương tác được không? Khu này là xong rồi đó. Hồi nãy có nhớ nhắc về cái nhân vật khách mình có thể gặp trên tầng 3. Mình dắt lên cầu thang ở đây. Đây là để cái ghế giữa đường như thế này. Ở đây cũng có một cái cầu thang đi lên đó nè. Nó từ chỗ nào mà? À, từ cái máy đếm chữ. Làm gì đó bạn ơi. Mấy cái này chắc là mấy cái phòng học. Hiện tại thì chưa thấy tương tác được. Chỗ này đã cắm vào. Ở đây mà mình nhìn xuống được cái tầng 1 ở dưới luôn á. Chào em. Ủa rồi, thằng Khánh nó đâu? Đây đây đây, chắc nó đây. Khang nhá. Thì vô trường rồi à, vô đúng lúc chiều nay có bài kiểm tra đó. Dùng cái vụ đấy được kiểm tra bây giờ nữa hôm nay. Lớp thì quay lại bình thường rồi. Chẳng còn ai nhắc đến nó đâu nên mày đừng có sợ. Sao mà tự nhiên mình lại sợ cái vấn đề mà nó nhắc. Cái câu chuyện mà không ai đề cập trực tiếp với nó cả. Chỉ còn nhắc khéo và nói chuyện một cách gián tiếp như nó thôi. Cũng không biết chuyện nó chuyện gì luôn. Giờ này không thể liên lạc được với mày nên tao cũng thấy lo. Hồi nào Vinh thấy nhìn mặt mà căng quá vậy. Đi công ty với tao. Kiếm cái vàng cho đỡ chán tao vào. Rồi ok. Đi từ từ đợi tao chứ. Thằng bạn mặc đồ đúng mà sang trọng nè. Còn mình thì nhìn khá là phèn. Kinh đến đâu vậy mày? Đây á, đây á. Con sáng ở đâu rồi? À đây nè. Trời ơi. Hai đứa đi thì nên vừa đi vừa nói chuyện vậy đó, để mình có thể mà đi theo cái nhân vật đó.
chứ hai thằng được rủ nhau đi ăn mà kim ghé trên hai thằng cùng bước đi thấy cũng hơi kỳ. Rồi mua gì nhìn đây này quên đàn thật, mọi thứ như kết thúc rồi đó, mày cũng nên vui trở lại chứ ai buồn mãi một câu chuyện được đâu. Chi tiết không đường rồi cắt cảnh rồi. Này An, có bao giờ cậu đang nghĩ rồi một ngày cậu sẽ biến mất không? Không ý nghĩ gì đâu, chỉ là đôi lúc nó hay nghĩ như thế mà thôi. Kiểu như mọi thứ cậu làm, mọi thứ cậu chịu đựng rồi một ngày nó sẽ biến mất, và rồi sẽ chẳng còn ai biết là ai nữa. Cậu nghĩ thế nào? Tôi cũng không biết nữa, tôi chỉ muốn sống thoải mái cho đến khi tôi chết thôi. Chưa chỉ cho anh chịu tối luôn rồi. Thằng này nó đi đến trường nó không học hành với anh, nó ngồi một chút rồi nó đi ăn cho nó đi về. Bây giờ tôi hết điều khiển được rồi nè. Vậy đi, chịu rồi, ngủ gì lắm thế, đâu nghĩ mày có thể ngủ được ở đây đó. Mấy khi mày ngủ ngon nè, để mày ngủ luôn, mình đi đóng cửa rồi. Cái gì kiểm tra? Kiểm tra không kêu tao mày. Nhanh lên, thằng này. Mấy cái bình để đây nó hơi lạc lạc. Em này vẫn đứng đây từ chiều. Nhanh lên. Mấy nhân vật phụ anh em cố gắng lên làm phong phú hơn. Cái áo anh em có thể quẹt thêm về đường quay là đổi cho màu cũng được nữa. Tóc tai cũng gì luôn. Nãy giờ thấy lặp lại upset hơi bị nhiều đó. Đây nè. Đây nè. Đây, đây nữa nè. Lên đầu nó hay gì? Để kiểm tra, dù sao cũng qua lâu lắm rồi. Phải chỉ có đứa nào là hiện phát nữa vậy? Ai đó sẽ phải kiểm tra gì? Mấy cái đứa này đang nói về cái vụ mà có cái vụ gì đó chứ đó xảy ra cái sự kiện gì đó nên mới dời cái lịch kiểm tra đi. Lớn rồi đừng có đùa với con nít nữa. Đó. Hồi nãy là nghe cái vụ trầm cảm tự tử đó. Mấy đứa này tư duy mà theo kiểu vẫn còn khá là con nít. Rồi, mình vào bên cuối nha, tao sẽ chỉ bài cho mày. Ok. Lúc đông đủ cả rồi chứ. Như các bạn đã biến chịu một số thành phần mà đã gây ra một vấn đề khiến trường chúng ta phải chịu đựng phiền phức không đáng có. Tôi mừng vì nó đã kết thúc. Hôm nay kính chào, tôi sẽ điểm danh đốc. Huy, Phan, Mung. À, Mung đốc này nhỉ? Vậy là Mung có khả năng là con bé trong cái sự kiện kể về nãy giờ đó. Quân. Hello, 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 hello. Sao tự nhiên nó em ghé dành ta? Khang, sao đấy? Mày thấy môn thế nào? Bình thường vẫn có gì đặc sắc thôi mà nhẹ. Sao mày lại hỏi thế, mày thích nó à? Tao không biết, tao nghĩ tao thích nó. Mày đang mơ à, tỉnh dậy đi em ơi. Không phải chỉ là tao thắc mắc liệu xem nó, tao có thích nó không. Ý là tao với nó nói chuyện cũng nhiều, cũng có làm chung, cũng đi chơi này nọ kia. Tao biết nó thích gì, muốn gì, tao biết nó thích xem phim gì, màu gì, mọi thứ quanh nó. Nhưng đến cuối cùng tao lại chẳng biết gì về nó cả là nhỉ. Cái này biết về thói quen thôi chứ sao biết về bản chất con người luôn. Ê, giúp tao một việc nữa được không? Cứ chạy đi. Lại ngủ nữa thằng này. Mày ngủ thật đấy à, mày ngủ đến tới tiết kiểm tra rồi đấy, tao kêu mày cũng không dậy nữa, mày ngủ nhiều thế có chắc là mày đã đỡ hơn chưa đó. Thôi bỏ ra đi. Tan học. Mày lại ở trường à, để làm gì, để ngủ nữa chứ làm gì. Thôi được rồi, thì mày tao về trước đây. Ừ. Nãy giờ nói chuyện về con bé Mum không dừng, con bé đó là bạn gái mình thiệt á. Này Mum, như thế, cậu thích cuộc sống như thế này chứ? Ý tới là cậu không thích tới đây khi cậu không thích tính trường à? Cậu vẫn còn học với ngành này. Mình đang học cái ngành gì muốn biết nữa. Có khi nào mỹ thuật không? Cái thằng này học ở đây. Không biết, tôi chỉ nghĩ mình nên làm gì đó thôi.
Thế còn cậu, sao cậu lại đây? Thời tử nhiều quá. 10 giờ 23 phút ngày 5 tháng 9. Cái gì thằng này nó ngủ hết một ngày hôm qua luôn hả? Tôi tính dậy còn trong mùng đấy, không biết lúc mấy rồi cảm thấy thế nào. Hồi có đi diễn tả cảm xúc quá, trong rỗng lạc lõng có hơi như vậy. Cảm giác giống như tôi vừa bị câm và điếc cùng lúc, khiến tôi chẳng thể nghe nói được gì. Cơ thể tôi trở nên cứng đờ, chân như thể bị gãy. Tôi chẳng thể đứng dậy khỏi chiếc ghế bị bóng đè hả không? Ngủ cho lắm vô. Tôi cứ như thế ngồi đấy, đờ đẫn nhìn mọi thứ vô qua. Một lúc sau tôi bắt đầu đứng dậy ra khỏi lớp, xuống nhà xe lấy xe đi về, nằm lên dưới giường đấy và lại ngủ. Game giả đập đi ngủ à? Ra bảo vệ phá cửa ngoài khóc luôn. 1898, một nữ sinh đã tự sát tại trường đại học. Năm 98 mà. Nhà trường bị chết nặng nề khi trách nhiệm không chỉ nằm ở nạn nhân. 18 18 năm 98 là cũng mới gần đây thôi. Sao tự nhiên trường nó giống que heo hút cái ghê vậy nào? Đi về, game kinh dị là dẹp ngay nha. Mở cửa. Bảo vệ ơi, chú bảo vệ ơi. Nhìn mặt chú bảo vệ còn kinh hơn đó. Không nói chuyện được với chú vậy. Chú ơi. Xe vẫn còn đậu y chang như buổi chiều luôn. Đấy, cho xuống xe dở. Vì trễ thế định nằm gì mà ám trong giường à, tụi tôi trước này giường nó kiểm tra nghiêm ngặt không về đêm. Mà thôi ít nhất mày cũng đã chịu ra ngoài rồi. Ngày mai gặp đưa thẻ xe đây. Ở đây có nhân vật mình có thể nói chuyện nào, bây giờ làm sao xuống xe bây giờ? Nó bắt mình đi về rồi, không nói chuyện được rồi. Ngồi xe thì không đi qua bển nói chuyện được nhé em bên này. Mà bây giờ mình không xuống xe để qua đây nói chuyện được nữa. À, bắt buộc phải đi về hả? Đẹp ơi. Về thì về. Ai mở cổng vậy? Không quay lại được luôn rồi, một đi là không trở lại luôn nha. Về đây đóng cửa đi ngủ tiếp chứ làm cái gì. Ủa? Nay đi học hả? Bình thường cũng về chế thế này đâu. Mình cậu còn tệ hơn cả hồi sáng, hôm nay không tốt mà muốn tâm sự chút không? Nếu có vấn đề gì bảo tớ nhé. Cách nhau một tường thôi, nhưng dạo đây như tớ chẳng thể yêu nổi cậu nữa. Tích 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 tích. Ngủ. Cái đồng hồ chỉ 3 giờ chiều. Đây, hôm nay cậu cũng không cần chờ tới về đâu. Cái phong như thế này nó cái phạm vi hiển thị như thế này nó dễ đọc hơn nè. Như còn hồi nãy cái phong nó quá to, nó chiếm nguyên cái bảng này luôn, nó hơi to nên rất là khó đọc. Cậu chắc chứ vì trời đã tối rồi đấy. Không sao đâu, tớ có chút việc nên cần ở lại thêm chút, cậu cứ về trước đi. Đấy tớ tự bắt xe về cũng được mà. Nhưng mà không sao đâu, tớ sẽ về tớ sớm thôi. Thế thì tớ về trước vậy, khi nào cậu về đến thì nhớ nhắn cho tớ biết nhé. Về cách ăn uống đầy đủ rồi, ngủ sớm đi, tớ yêu cậu, tạm biệt An. An không lang mang. Cô bé kia ngoài đồng vui vẻ hoạt bát gì đó. Vậy là chúng ta đã chơi xong cái phần demo. Thì cũng coi như là sơ sơ nắm bắt qua được mấy cái mà tình tiết con game nãy. Nói về cái bệnh trầm cảm người tự sát. Lúc nhỏ thì có một cái đề cập về mà cái việc lạm dụng tình dục nữa, bóc lột tình dục á. Quấy rối tình dục nhé. Đây là con game đầu tiên mà chúng tôi bắt đầu làm từ tháng 6 năm 2003, hoàn thành vào tháng 3 năm 2024. Thời gian là 3 quý. Thời gian qua thực sự có khó khăn khi chúng tôi vừa học vừa làm thêm kiếm tiền. Có một khoảng thời gian chúng tôi còn dừng lại vì vấn đề gia đình. Nhưng kết quả thế nào? Chính là các bạn đi chơi tựa game này, đọc những dòng này, cảm ơn Lê Vinh Long.
quay ra nick thì phần âm nhạc tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ chúng tôi. Nếu không có các bạn sẽ không có những người hiện tại. Chúc mong ta có thể tiếp tục cùng nhau trên những đoạn đường sau này. Vậy là đã giờ hồi ức nhớ về cái chết của con bé người yêu mình thôi. Chắc em nó tự tử vì si chết trong công việc gọi là trầm cảm gì đó. Thử game này có thể không làm người chơi khó tính hài lòng, tôi thấy bình thường. Nhưng mong các bạn yên tâm, đây là bản demo, chúng tôi vẫn đang tiếp thu đóng góp, sẽ cố gắng cập nhật phần chính sớm. Đấy là sự hỗ trợ to lớn đến chúng tôi để tiếp tục vì game là miễn phí, hy vọng mọi người có thể ủng hộ bằng cách chia sẻ nó đến mọi người. Đây tôi làm video cho anh em rồi đây. Reddit này thêm chữ ít nữa nha. Design, Dopman, Music Product. Cái 25% này tôi không biết là tiến trình của con game hay là cái đang xuất lên âm thanh. Hạnh phúc, ego, cái này có thể là cái kết của chúng ta. New Messenger, something trending. MP3, âm thiệt. Anh em làm 9 tháng mà được con game Pixel như thế này cũng khá là ổn áp đó. Tôi nghĩ phần lớn anh em làm cái thời gian đồ họa thôi. Hồi đó tôi học làm game thì cũng làm khoảng 6 tháng mới được con game. Nhưng mà game tôi thì còn dễ đố thôi, yếu tố tương tác nó cũng ít như thế này. Rồi, một con game khá là tốt nha. Bây giờ thoát ra đâu? Steam nó gửi key cho tôi nè. Tôi mới yêu cầu thêm một số key để cho anh em giveaway nữa. Quân hai con game của tôi á, sắp tới nó sẽ tham gia vào cái sự kiện gì tôi không nhớ nữa. Hình như là sự kiện mà Project Showcase gì đó, nói về mấy con game mà sử dụng trí tuệ giải đố là chính. Thì đến cuối tháng 5 này lận, lúc đó thì game tôi tham gia cái sự kiện đó. Anh em là gánh gánh vô ngó chơi, không có tiền mua game thì cứ inbox tôi gửi cho luôn cây. Rồi, chúng ta đã chơi xong cái demo này, cũng còn khá sốt. Tôi phải bật cái màn hình đó mới được. Bây giờ anh em nhìn. Rồi, ok đây rồi. Kéo nó qua đây. Đây là cái trang Facebook. 6.001 người theo dõi, 10 đang theo dõi. Cái Facebook này chắc là gồm vai, gồm phép. Có luôn cái trang YouTube. Anh em nên up cái channel con game lên đây nha. Ngoài ra thì trên cái trang Tempest sẽ có là sẽ có một số cái link ở đây nữa nè. Anh em nên gán cái link vô. Đây nè, anh em có gán link nè. Gán link thì nên gán vô mà cái trailer game vô. Nè cái video nè, nên gán vô đây. Giống game của tôi vậy đó. Trong cái phần thảo luận thì không biết ai thảo luận gì không, cũng còn khá là mới mẻ luôn. Thảo luận này anh em nên mà diệt cẩn thận tí. Có cộng đồng mod nó diệt cho mình. Ngoài ra thì cũng có thể là đây anh em mà đăng ký thông tin giao lưu với những cái mà người chơi khác rồi chẳng hạn. Rồi, coi như tôi đã hoàn thiện một cái bản demo của con game mà rất đáng mong chờ. Chủ yếu là cái lối chi diện, cái cách dẫn dắt cốt truyện thôi. Mấy cột mốc thời gian thì hồi nãy là tôi không nhớ rõ cho lắm, nhưng mà cũng nắm sơ sơ được cái tình tiết vấn đề đó. Thì lúc nãy tôi leo lên cái xe chỗ này đi về á, thì có một nhân vật đứng ở đây định nói chuyện với mình mà tôi chưa có bấm, không có bấm được. Lỡ leo lên xe thì không có xuống xe được á, nên không biết có ảnh hưởng gì cốt truyện không. Rồi, bây giờ phao lên tí, tôi tiếp tục vô mà xây dựng trường học Let's Cool. Ủa? Chưa thoát game, rồi. Let's Cool. Nothing go. Game này đưa chơi gần 2 tiếng rồi, nó chưa phát hành đâu. Nhưng mà chữ nhiều lắm, tôi cũng không biết có làm video với anh em không. Đợt gần sắp tới thì tôi sẽ chơi mấy con game này nè. Cocomon cũng có tiếng Việt nữa nè. Con game này cũng hơi nổi xây dựng. Này thì chắc lại tiếp tục chơi Let's Cool thôi. Nhưng mà tôi phao video một tí đã. Đi uống nước thì kiếm cái gì ăn rồi chúng ta tiếp tục xây dựng trường học. Ok, hôm nay anh em chúng ta lại tiếp tục xây dựng trường học thôi. Không để những học sinh của chúng ta bị vô học được. Không thể để những giáo viên là bị mất dạy được. Không,
Nãy mới nhìn qua cái hình tụ của tôi cũng được khá khá cái hình tụ của game này đó chứ. 30% rồi nè. Tính ra mới chơi gần như có 1-2 lần đầu thôi. Lần trước thì chúng ta xây đến đâu rồi ta? Chưa tiếp. Cái gì mà nó nhảy cái ghê vậy nè? Bây giờ tới đâu rồi? Sao nó báo lỗi đỏ vậy nè? Tình trạng nguyện vọng. Nói chung là thi đậu hết đây. Nhưng mà cái chấm đen là cái gì? Phòng này chưa đi vào hoạt động do thiếu nhân viên nghiên. Không ai đang rảnh cả nên chắc đưa em bot này lên làm chuyên viên nghiên cứu luôn. Bot MCG. Hiện tại thì tình hình kinh tế của mình không biết có nên tuyển thêm nhân viên nào nữa không? Chắc có đợi tuyển dụng mới nào. 40 nhưng mà 9 điểm nghiên cứu, giáo viên tự nhiên. Giáo viên thể chất hình như là mình có chưa ta? Chưa, chưa có giáo viên thể chất nè. Để tôi coi kỹ lại. Rồi, bên đây. 36 à, cũng hơi yếu. Nhưng mà thôi để mà tí nữa đi, tí nữa 2% nữa đấy nè. Rồi chúng ta có giáo viên tự nhiên, giáo viên kỹ thuật, bên này vẫn là giáo viên thể chất, vẫn là người nãy thôi. 400 đô hàng ngày, 412, 319. Em này mấy chỉ số cơ bản ban đầu khá là cao. Bắt em này vô thì có thể làm việc liền luôn nữa. Nhưng mà thanh niên này có tiềm năng hơn nhưng mà phải qua một cái khóa đào tạo nữa. Chịu được trình độ quản lý cũng khá là tốt. Thôi hiện tại chưa cần đâu. Người bán hàng. Tôi coi cái nhánh nghiên cứu người đang nghiên cứu cái gì. Mình đang nghiên cứu cái gì ta? Cái màu hồng hồng này. Hiệu quả 115%. Mình nên kiếm thêm một người nữa cho đi nghiên cứu đi để nhanh tốc độ lên mới được. Tiền thì chắc cũng không hâm hụt nhiều nên coi tuyển sinh sao, 3 tiếng nữa thì bắt đầu tuyển sinh. Cái này mới ngày đầu tuần à nên vẫn còn tuyển sinh được, vậy là thêm giáo viên đi. Đây bác đại thanh niên, không không bắt nhân viên này làm việc liền không, đẩy vô phòng nghiên cứu làm luôn. Cái này là tầng 2 của tôi, hôm bữa tôi xây lên đến nay khá ngon nghẻ nè. Ngoài đời làm thi công giáo dục thì vô game cũng là tiếp tục về cái mảng giáo dục này. Ấy chạy cái đồ chữa cháy đâu đây nè, cháy nông vô phao game. Con game này nó độc ác quá, nội thất nhiệt độ không phải nhiệt độ nữa rồi, hết cháy rồi. Vậy thôi tiếp đi với các em, hôm nay chúng ta có món thịt nướng thôi. Tôi là cảnh sát Jun cố vấn anh của trường nên lắp thiết bị phòng cháy chữa cháy. Hỏa hoạn động đất nhớ kiểm tra tình học môn học thường xuyên để học sinh không có bị kẹt vào cái đó. Mấy cái đó xây ở đâu vậy anh? Trời ơi, nhầm mấy hai rồi. Lễ hỏi hả? À, mấy cái này là sao? Ủa cái này là mới hả? Này là cái gì? Bạn chế tạo đèn trời, thuốc tiên của Khôi Thổ Ngọc.
Vậy thôi đó hả? Mấy cái này nó mới quá, tôi không biết nó là cái gì luôn. Nhưng mà xảy ra tác dụng vô. Sử dụng 4 đèn trời. Hai tiếng nữa. Giáo viên vẫn đang được trên khá là tốt. Ra chơi nè mấy em. Học hành chi nhiều, nghỉ đi. Chuyến đi thực địa này thì sao rồi? Đang ở đây, gần xong thôi. Đào tạo 4 nhân 5 lót. Mình có nên đào tạo ai nữa không? Chỉ số mà Gimot cao nhất thì 38. Đang làm giáo viên, lương cũng khá là cao. Hiệu trưởng này đúng khổ luôn. Hiệu trưởng này không đi nghiên cứu được. Có mà hai em này đầu bếp thôi thì chắc cũng đến hạn rồi. Chỉ số mà tiềm lực thì có 19 với 26 mà, nhưng mà mấy cái chỉ số này nó vượt quá nhiều rồi nên mình không vui nổi nữa. Cái này trưởng nhóm nghiên cứu em này cũng vượt khá là cao rồi nên không cần. Phòng nghiên cứu thì em này hơi bị yếu cái trình độ quản lý mà, cho đi đào tạo lên. Thuốc tiên của Thổ Ngọc. Bán bánh trung thu bán sao? Tôi có biết cái này đâu. Một tiếng nữa, sắp đây. Nghe chơi, khoan khoan khoan. Nó học hết bữa đầu rồi, mình tuyển thêm một mớ nữa vô thì không biết nó có đậu nổi không á. Lớp 1 của mình à, có 8 đứa à, không sao đâu. Ok, học luôn. Để chí vậy? Thôi, cho học hết. Mình không có cái chọn. Xếp học sinh xếp đâu ta? Đây. Lớp 1 của mình là 14 người. Lớp 2 của mình là 13 người. Thôi học sinh sẽ san sẻ áp lực quản lý. Có đã mở phá câu lạc bộ ngoài trời rồi. Đó. Mình tin. Không, tập quá đi. Câu lạc bộ. Không biết mấy cái này. Người đang chơi nè mấy em, ừ đúng rồi đó. Sử dụng 4 đèn trời hả? Mấy cái đèn này mấy em làm gì đó? Ủa, mình xây được cái cơ sở mới. Hồi học sinh. Còn học sinh thì chắc lên tầng 2, nằm ở bên này. Hồi học sinh này có rất là nhiều nên mở hai ba ô đi. Kích thước phí nghỉ 200 ô. Trời ơi, bàn để điện thoại và tủ đựng tài liệu. Thank you.
64, 18, trên 65, thiếu 17 điểm nữa. Rồi nhét nhét cái gì vô cho nó đủ luôn á. 17 điểm. Cái này như chỉ đi để được một cái rồi. Nên có nhét thì nhét cái bàn này nè. Năm điểm nữa. Rồi ok. Thêm mà một số cái cây nữa không? Thêm cái cửa sổ. Định hướng tương lai vẫn là xây dựng đỉnh cao này thôi. Học sinh tự mình quản lý hay chọn học sinh có trình độ cao để quản lý cái phòng này, tức là cho nó Maggie White, Scott Code 58 điểm, 100 điểm. Trời ơi, thấp bé đáng chí luôn. Ok, chủ tịch học sinh nhìn nêu kiến là thấy tri thức này nha. Rồi từ từ mình sẽ nghiên cứu mấy câu lạc bộ sau. Nghiên cứu học sinh sẽ mở chức năng nghiên cứu câu lạc bộ, sau đó chọn câu lạc bộ nghiên cứu. Sau đó mình có thể chọn học sinh để gia nhập câu lạc bộ. Bắt đầu gói rồi đó nha. Cái này là ba cái thành viên đúng không? Được. Cho hoa anh bêu bột gì nè. Rồi ok. Trời, bốn đứa mà tóc bốn màu luôn, anh em nhìn thấy không? Tóc vàng, tóc xanh lá, tóc hồng, tóc xanh chạm đậm. Có luôn da màu trong này cho nó đầy đủ nữa nè. Đó. Bây giờ quản lý cái đó thì mình để đâu ta? Mình nhớ con quản lý như đây hơi bị quá tải hiệu trưởng nè. 56, 58 rồi, học sinh quản lý được với 30 lắm. Và học là trên hết. Cái này 5 điểm màu tím. Cái này sao đặt nó dưới đường ta? Sân chơi tôi không biết sao đặt được cái này, nó nằm ở dưới cái này. Như phòng quản lý số 2 bây giờ nó quản lý cũng khá là nhiều thứ nè. Số 1, số 2 để kế bên đi.
mình còn hai điểm không nhét được cái nào nữa đâu. Bây giờ hiệu trưởng là nhận việc rất khó rồi đó, khá là thoải mái rồi đó. Kiểu này là có khi phải lên tầng 3 nó đó anh em ơi, cho học sinh ướt nhẹp. Ướt nhẹp thì bắt đầu nó chê đồ ăn rồi, phải nghiên cứu cái canteen sớm mới được. Những năm ngoái năm dạy nó kết thúc, mình nhận được 3.000 và thỏa mãn 10 người. Nó chơi game bắt nó. Cái gì vi phạm 3 lần buộc phải nộp gì đó hả? Tôi chưa kịp đọc nữa. Tiếp tục đào tạo rồi. Mấy cái lồng đèn này là sao? Bán 14 bánh trung thu. Hệ thống tự động luôn. Cô Lâm nào, 3 tiếng nữa mình có thể tuyển thêm một lứa học sinh nữa, nhưng mà tôi không biết có nên tuyển không. Cái phòng của mình là bao nhiêu đứa học sinh vậy? Mới hết một ngày thôi, tuyển thêm thì nó vẫn thi đậu cấp 1 này nó khá là dễ dàng, nhưng mà thêm khoảng 6 đứa nữa thì tôi không biết là nó có qua được con nước này không á. Không muốn học sinh nó rớt đâu. Bình giáo viên có một đứa mới nữa nè, 41 luôn. Có mà chứng chỉ quản lý sơ cấp luôn. Thôi chưa cần. Trời ơi, đản chí nhiều quá. Đản chí cái này thì có nhà giàu. Mấy môn xã hội thì sẽ chậm hơn người ta. Từ đá. Đản chí này nó tụt tới 40% lận đó nghe. Coi trong lớp cái đứa nào đản chí nó. Cái đứa này đản chí nè. Nhưng mà nó chịu học thì có khi vẫn đậu. Thôi mình vì học sinh. Ủa vì tiền nhá. Ủa quên vì học sinh nhá. Xếp lớp, xếp lớp, xếp ở đây. Có mấy đứa này thì nó mà hơi khó học một tí thôi. Chắc tụi nó vẫn đậu hết mà. Trời cương học sinh như con voi á. Lại tiễn nữa hả? Thôi đợt này nó nghỉ rồi, nghỉ rồi. Bảo vệ người bán hàng đầu bếp 29 à, 31.
xong cửa hàng tạp hóa rồi. Bây giờ cho nó âm nhạc ha. Ê, tuyển giáo viên tốt hơn. Trình độ giảng dạy lên 32 thì rất là lâu. Quản lý một lần ở đây. Chúng ta xây được một cái cơ sở mới. Cơ sở đó là cái gì đó? Cửa hàng tạp hóa. Cửa hàng tạp hóa thì 18 bắt buộc phải xây trong khuôn viên nhà trường á. Trường mình bắt đầu à, chật chội đó nha. Có khi tôi sẽ mở một cái khu dưới này luôn. Mở đi, mở đi. Có gì tí nữa mình xây cái vòng bảo vệ ở đây. Chết rồi, bấm lỗi nút bán này. Ê, bán mất cái cây luôn thôi. Xây cái căng tin đó đây. Trình độ nghiên cứu giảng dạy thôi, như thế này được rồi, không cần gì đây. $9 hả? Tôi nghĩ là 16 đi. 20 luôn. Này chỉ được đặt một cái thôi. Chiều học sinh tới tận răng như thế này luôn rồi. Vô mua hàng các cháu ơi. Cái đường này nó hẹp hẹp sao? Bán mình có thể bán là có bánh trung thu không? Bánh trung thu. Trời ơi, 166 đô cái bánh gần 4 củ. Mình bán được rất là nhiều món nha. Đồ ăn nhiều quá thì cũng không tốt. Chủ đề thì trò chơi hai cái đội đồ ăn. Đồ ăn vặt. Cái gì đây? Phòng hiệu trưởng bị gì đây? Nóng hả? À? Ủa lạnh hả? À?
Dời luôn cái phòng mà phòng này là phòng gì? Phòng trà cho tôi nói xuống đây luôn. Ê. Không không. Tính đâu tôi bấm nhầm chứ. Ơi trời ơi, cái này nó quay qua ngoài trường chết tôi rồi, vậy cái chỗ này nó không thể đặt trong này được nên dời qua đây. Đó. Ok chưa? Đấy, vậy là hợp lý nhất rồi đó. Hiện tại thì 132 rồi, mình tăng cái gì khoảng 70 nữa đi. Hợp lý vừa phải. Ok. Bây giờ phải tuyển thêm một cái nhân viên bán hàng nữa nè. Người bán hàng, người đội bộ đề cử, xếp game trước khi gacha. Tìm kiếm level 1 15 12 37 có 28 mà hơi thấp. Hơi thấp luôn. Quá bèo. Nó lại. Em này tên là gì ta? Debogat Code. Đầu tư 4.000 đô cho kỹ năng bán hàng lên gần max luôn đó. Cố gắng lên nha. Ủa? Phòng này cái cửa đâu tiêu vậy?
Cái quái nào mất được cái cửa đi luôn không biết nữa. Phòng nghỉ ngơi này chắc đưa xuống dưới luôn. Đó đúng đẹp luôn á. Phòng trà này hơi tối một tí đúng không? Hơi thiếu cây cỏ. Thì có 21 cần thêm khoảng 9 điểm nữa. Vì sao tự nhiên lội ra ngô như này trời? Số 2 hơi bị vui. Phòng quản lý 1, 2 nó chồng lên nhau được luôn nè. Ngon vậy. Làm gì thì nó là quá khỏe khoắn luôn rồi. Mình gần như là x4 cái mà x4 số liệu luôn luôn rồi đó. Đó. Xếp hai cái phòng quản lý. Phòng quản lý 1 nó chồng lên phòng quản lý 2 thì nó quá nhẹ nhàng luôn. Quá ngon. Đó, vì là nó quản lý quá nhẹ nhàng luôn rồi. Chết rồi, chết rồi. Thằng này học hành sao như này à? Môn ngữ văn nó đâu có đáng chí đâu. Rồi đâu rồi đâu rồi. Bán bánh trung thu đủ chưa? Còn gấu trúc mình nằm đây mày. Em seller cho lên kỹ năng bán hàng đầy đủ luôn. Tí nữa thôi nghiên cứu căng tin luôn đi. Để cho đồ ăn nó lên. Chứ mấy ở đây người đây nó chơi đồ ăn quá. Nhà vệ sinh năm thì sắp hơi thiếu rồi nè. Nước uống đúng rồi. Nước uống. Cô Lâm bây giờ giảng dạy cho cô lên tí nữa. Bây giờ mình sẽ xây thêm mấy cái chỗ mà cái bản nãy tôi coi là nó nằm đâu ra đây phải không? Bữa giờ nước uống mới xây nhiều lắm mà ta.
này bồn rửa là giống ấy là nước uống, còn nước uống của mình là cái nào? Này do mèo mà để phun nước. Bồn rửa chỗ để ô dù là cái méo gì? À, mình xây cái này để học sinh nó không có đi mưa. Này cung cấp mấy cái chỗ cửa gáy à, từ từ không phải vệ sinh này. Nhà vệ sinh nam thì cũng đáp ứng tốt rồi nè. Nhà vệ sinh này sau này mở rộng thì cũng hơi khó nha. Mở rộng thì chắc phải dời ra đây. Nhưng mà cái bồn cho nước uống thì mình xây ở đâu ta? Lễ hội không phải. Trang trí thì nó chỉ lên mấy cái điểm đó thôi. Đầu bếp bảo vệ, đầu bếp không ai bán hàng, giáo viên tự nhiên 44 luôn. Phòng này tuyển vô là đi dạy từ liền luôn được á. Thôi chưa cần, mình đang nghiên cứu cái điểm gì mà. Mình sử dụng mà mấy cái đèn trời. Ủa cái chỗ của hiệu trưởng này mình không di dời được hết ta?
Mày gì? Ôi vãi. Đâu mà cái thùng rác nằm giữa đường như này à? Hành trình tìm kiếm cơ hội mới. Việc quản lý thì bây giờ đang quá nhẹ nhàng. Có bãi đậu xe đạp, chỉ số phi nghị 22 trên 22. Học lực khá là tốt, tự đem đồ ăn trưa thì cũng hên xui. Nên cho bây giờ nó đi đâu đó? Đi cái này thì được cái gì? Tôi không biết đi cái này thì được cái gì nữa nào. Nâng cao trình độ đào tạo là chắc nâng cao cái điểm này hả? Bây giờ tuyển thì có trễ quá không? Khá là trễ rồi. Từ đã. Bây giờ tuyển vào có khi tụi nó thi rớt luôn á. Học hết 2 ngày rồi, còn có 1-3 ngày nữa. Mấy đứa này cũng chỉ vừa đủ động thôi, nên chắc không tuyển đâu, đợi tuần sau đi. Làm sao? Chịu áp lực yếu à? Ủa sao không dời được?
Thì trong phòng hiệu trưởng mà tòa nhà dạy học mẹ gì. Không được xét quyền quá. Nó bị dòm hai bức tường này. Thì sao trời? Chết rồi, nhưng bây giờ làm sao? Phòng hiệu trưởng của tôi nó bị vấn đề này. Trời ơi. Bỏ tài. Đó, phòng hiệu trưởng là phải gì chứ? Đào tạo nâng cao trình độ đào tạo con 10 được, tức là bây giờ cái điểm của mình nó sẽ tăng hơn 10 điểm nữa. Chỉ quản lý sơ cấp lên trung cấp luôn.
Kênh giáo viên của mình vẫn còn một người chưa đào tạo nào. Mươi lăm quản lý 42 lâu ra đi, lâu ra do trình độ quản lý lên tí, sau này còn chịu đỡ áp lực. Mình xây được cái căng tin phòng cho học sinh nó ăn uống. Hơi chật nha, như thế này thì thật sự là hơi chật đó. Bán bánh trung thu mình có thể mua thêm mấy thực đơn đồ ăn được không ta? Bên này bán cái gì? Cơm gà mới đây nghe cái vụ ngộ độc ở Nha Trang. Tăng nhẹ tăng vừa phải. Trà xanh, chậu long. $800. Mua mấy cái này thì về mình có bán được không? Lý một cái sạp đồ ăn thôi. Rồi động đất, trời ơi động đất rồi. Nhấp kiểu gì? Từ từ. Đâu có biến rồi. Chạy đi em, chạy đi em. Sống qua cơn nguy kịch đi học sinh ơi. Chỗ này nó sắp sập luôn rồi hả? Trời ơi, động đất mà có người nộp đơn đứng tiễn nữa. Hết chưa? Đâu có chết em nào đâu phải không? Nó tặng tiền cho mình thêm 3.000 đô. Nâng cấp công trình lên để chống động đất và chống lửa. Tiền đâu mà nâng anh nghèo vãi đái à.
Cái này cái gì vậy? Rồi, mọi thứ ổn thỏa. Học sinh chúng ta vẫn sống khỏe, sống mạnh. Đây hay đây cung cấp nước uống nè. Ở đây sắp mất tiền rồi, khủng hoảng kinh tế dữ gì ta, trời ơi xài tiền như nước vậy á, nên là cái sạp đồ ăn nó gánh rồi á, cửa hàng tập quá nữa, canteen bây giờ không biết có gánh nổi không. Sắp rồi, sắp rồi, lên bậc ba rồi, ngon rồi đó, được hưởng thêm tiền không vậy. $12.000 ngon ngon ngon. Ủa hồi trước tôi nhớ tôi có xây một cái sân bóng bàn, nó nằm đâu đây mà. Nội thất cửa đi, mình đi bán học sinh luôn đó. Mình có thể bắt học sinh vô rồi cho nó đi luôn được không ta? Thôi giờ chưa có dám nhận đâu.
Trời tiền xài như nước chứ trời. Lương giáo viên là nặng tiền nhất thôi. Trời ơi, đi đào tạo ba đứa mất 30.000. Nặng tiền khủng khiếp luôn. Mua cái bánh táo này đem về làm cái gì ta? Giáo viên chủ nhiệm thì chắc đi giảng dạy tiếp thôi, 1.000 đô. Nên giảng dạy 34 điểm gần mát. Cũng được. Thôi anh chị được rồi. Không đứa nào chưa bóng bảng gì vậy? Không đứa nào ra đây tập chạy nữa. Bây giờ tiết kiệm tiền mới được. Tiền lạng hoạn là đói liền. $150 một ô. Hết khu này chỉ có 8.000 thôi. $13.000 đầu tư một chuyến này, cải tạo lại cái đất chỗ này, kiến trúc bằng gạch đỏ, không giờ bằng gỗ nữa, gỗ là dễ cháy mà. Ưu tiên cho học sinh bên đây trước. Còn mình giữ cái lượng tiền khoảng 10.000 đấy. Đó, khang trang sạch sẽ hơn chưa? Không cần. 10 24 không cần luôn. Trời, canh tin mình nấu gì mà tụi nó còn chơi nữa.
Nhập hàng mới, nhập hàng mới. Cái này là kiếm tiền của mình nào. Nghiên cứu đi. Cái gì đấy? Không thấy thăm dò sao? Rồi. Ok. Ok luôn. Ok luôn. À, nó có về cái mới xây dựng, trời ơi, nó lên được cái 3 chấm đô không có tiện cửa mình xây được cái cổng mới. Nghèo. Cái trường đúng nghèo luôn. Wow. Xịn sò hơn nhiều luôn nha. Cái cửa 1.000 đô. Ôi ôi, rồi dẹp dẹp. Vãi, cầu thang bình thường bằng bê tông. Vậy sao xây cái cầu thang ở ngoài cho học sinh nó dầm mắng phơi mưa như thế này gì? À, 1, 2. Gì đấy, có vẻ ngài đang tái cơ cấu đội trường của hệ tốt phòng phục sự năng động của hoàng. Ừ, cảm ơn. Bây giờ tầng 2 thì chưa cần đâu. Có xây thôi, muốn xây cái cầu thang lên tầng trên ngay đây thôi. Như thế này thì nó đi làm sao ta? Tôi vẫn chưa tưởng tượng ra chỗ đó. Có xây thì tôi sẽ xây cầu thang đây nè. Thế thì chắc quay về cái phòng rồi đi. Cái khu dưới này gầm cầu thang nó không cho xây chỗ nào luôn.
Này nãy giờ nó không chạy luôn ta. Ba nghìn tiền rất là thỏa mãn vui vẻ. Không thể thăm dò là sao tôi không biết nữa. Sao mình không quay lại cái bản đồ cũ được hết ta? Có cái nào không? Ơi chết rồi, bấm lộn với bạn báo cháy bán rồi. Đó, ra chơi thể dục thể thao rồi với người ta đâu. Ồ, hai hot boy chơi với mấy em gái bu lại ngắm là thấy chưa. Em này chơi mình á. Bốn bàn chơi được mình á. Trường mình lên hạng 6 rồi nè. Thỏa mãn rất là cao luôn. Nhưng mà sao nó chơi món ăn hoài với ta. Cái gì? Cháy. Cháy, cháy. Sập đồ ăn mỗi ngày 1.000 đô đó. Mấy này tôi không biết làm sao chứ. Cái buôn bán như thế này làm cái gì vậy? Mình lên căng tin rồi chắc không cần cái nhà này đâu. Thôi gọi anh. Không có quỷ được, gọi kẹt đây luôn này bạn em. Dính lỗi bớt rồi. Nó hiển thị hai bóp úp chồng lên. Không sao, không sao. Vẫn còn bán được. Trường giấy thì kệ trường thôi.
Sắp hết tuần rồi, hết tuần này là học sinh nó tốt nghiệp rồi đó. Cái một mình mới có 14, 17 đứa thôi. Chắc mở thêm một lớp 11 nữa. Cô Lâm thì không cần nghiên cứu. Cô có giáo viên nào ngon nghẻ không? Đó, lên cấp 4 luôn nè. 43, ông nội này có 4, có 3 gì? Trung tâm giới thiệu việc làm, đăng tin tuyển dụng. Mình nên cần kiếm thêm mà đầu bếp. Bậc 8 phải có chỗ đậu xe. Trường mức 8. Trời ơi, trời ơi. Sáu cái trường của mình sao mà chịu nổi. Nhân tài mới đầu ngồi, tập trung bồi dưỡng nhân tài thôi. Nghiên cứu rất là khác luôn á, cho lên tới trình độ quản lý. Chuyển nhóm dự án quản lý luôn nha. 17, 35, 23, 35, Kageo 40. Biết rồi không ạ? Ba điểm không cần. Này là sao? Không hiểu gì lắm. Thêm kế hoạch đào tạo mới. Bên nghiên cứu của mình có em Samanli này hơi yếu à. Chắc đẩy qua đây. À, đi quản lý cái này đào tạo này thôi. Em này có 32 à. Nên chắc chị nhầm cho thôi việc mấy cái em mà chỉ số thấp thấp này hết. Nóng hả? Ở đây sao mà nóng được? Trình độ hết nè, bữa nay nữa là tụi nó tốt nghiệp mới đó. Mấy cái đèn lồng này không biết làm như thế nào. Vui lên mấy em ơi. À, mình bút hiệu ứng cho mấy nó học sinh nè, 60 phút nữa. Bây giờ mình tuyển sinh là mấy giáo viên khá là ngon nghẻ hết rồi. Thi cử học hành tốt vô nghe các em. Đậu hết, ngon. Ba đứa là học sinh xuất sắc của mình nè. Toàn đạt điểm tối đa thôi, anh em thấy thôi mà giáo dục chưa? Trường của mình hạng 7.
Tuyệt hảo mức A được 30.000. Ngon. Mình đã tăng mối quan hệ đến khu dân cư lên là phố Hành Thạch với phố Đất Đen. Tiện thẳng lên luôn, ngon quá vậy. Bán 6 cái bánh trung thu hả? Được 6.000 tiền đó. Ngon. Cái gì nữa đây? Bây giờ lứa học sinh nó tốt nghiệp rồi, mình phải đào tạo một cái lứa mới. Rồi, hai cháu này nha. Vẫn là bốn đứa bốn màu tóc. Trường mình nó là rất là đa năng luôn. Rất là nhẹ nhàng thoải mái. Giáng sinh, Halloween. Halloween thì bán cái 6 cái chổi bay 1.000. Mình có thể lấy được 2 viên kẹo. Thường lễ học tập thì lấy điểm thôi, không học đâu, muốn chơi thôi. Nhãn dán dịp Giáng sinh là sao? Cái này để trang trí là chính. Halloween đi, cho mấy em nó chơi vui với nhau. Phát 6 kẹo Halloween phát sao? Thì cái này có cái gì nè? Chưa thăm dò được. Lễ hội cái trường dựng ngay cái bia đá ngay trước cổng luôn. Anh em thấy cái trường VIP rồi chưa? Bên này dán thanh lý cho nó gọn. Canteen thì tôi sẽ mở rộng lên. Tối à? Mình mở cái khu ở tầng 2, cái khu ngoài sau tầng 2 này luôn. Ê, sao đứng hình rồi? À, không sao không sao, tôi tưởng chết game chứ. Nằm quảng. Gạch mẹ nó thiệt rồi. Thôi rồi. Thôi, hôm nay chắc tôi chơi đến đây thôi. Game đang khá là thú vị. Chúng ta chuẩn bị lên cái lứa học sinh kế tiếp. Lần đầu tiên học sinh chúng ta tốt nghiệp cấp 3 rồi. Đây. Hôm nay nghỉ lại đây thôi à. Chơi đủ chỉ tiêu là 2 tiếng rồi đó. Hiện tại con game nó bị gắt này nè. Đó, tôi bật lại cho anh em coi nè. Đó. Game nó bị gắt rồi. Hy vọng là cái file save chúng ta vẫn còn nguyên. Rồi, ok, bye bye anh em. Chắc là vài bữa nữa tôi up video này lên. Hôm nay chúng ta chơi cũng được một con game bản demo của con game Việt Nam rất là thú vị. Cũng mà khá ấm áp đó. Trước mắt thì chưa thấy có mà quá nhiều lỗi nhưng mà rất là có triển vọng, rất là hứa hẹn. Thì cái trường hợp của tôi vẫn sẽ tiếp tục xây thôi. Anh em xem hay không thì tôi vẫn tiếp tục chơi con game đó. Chủ yếu là vì đam mê. Rồi bye bye anh em.